Xin kính chào quý vị và tất cả bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đỗ Happy Car. Như mọi người nhìn thấy trên màn ảnh thì đó chính là chiếc xe Santa Fe năm 2021 đã chính thức có mặt tại đại lý. Từ tháng 5 này đã nhận đặt cọc chiếc xe Santa Fe với 6 phiên bản tất cả. Ở một số các kênh YouTube khác thì cũng đã làm một số review chi tiết cho mọi người rồi. Thì trong clip ngày hôm nay thì đối với đội ngũ sẽ chia sẻ cho mọi người về giá xe, lăn bánh và cũng như là ở từng thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh là bao nhiêu để mọi người có thể biết được các giá bán cho mọi người, và đặc biệt hơn nữa là bao gồm cả khuyến mãi nữa. Và trước khi clip bắt đầu thì đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của Đỗ Happy Car và nút chuông bên cạnh nha. Đầu tiên thì mọi người hãy cùng ngắm nhìn chiếc xe này cùng với Quyết, chúng ta sẽ cùng đi cập nhật từng giá, từng phiên bản một xem là bao nhiêu. Và nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản mới nhất này thì mọi người có thể gọi điện vào hotline của đại lý ở phía bên dưới phần video để các bạn có thể báo giá chi tiết nhất cho mọi người. Thứ hai đó chính là thủ tục khuyến mãi ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu và báo giá cho mọi người tốt nhất. Và cuối cùng đó chính là thủ tục về trả góp, xem ở thời điểm mọi người đang có nhu cầu sẽ là như thế nào, các bạn sẽ tư vấn về trả góp một cách chi tiết nhất về thủ tục đăng ký xe nữa. Quay trở lại với clip ngày hôm nay thì mọi người sẽ cùng ngắm nhìn chiếc xe này và Quyết sẽ báo giá cho mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về dòng xe máy xăng 2.5 phiên bản thấp nhất có mức giá bán là 1 tỷ 030 triệu, Hyundai Santa Fe năm 2021. Nếu mọi người chúng ta đang ở thành phố Hà Nội thì lăn bánh đối với chiếc xe 2.5 máy xăng này sẽ là 1 tỷ 176 triệu, vì chiếc xe này chúng ta sẽ có tiền thuế là 12%, tiền biển 20 triệu, tiền phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ sẽ khoảng rơi vào 2 triệu, ngoài ra thì bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ là 480.000, vậy tổng cộng sẽ là 1 tỷ 176 triệu. Còn những ai chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ ít hơn, chỉ là 10% thôi, thì sẽ lăn bánh là 1 tỷ 155 triệu. Và cuối cùng đó chính là những ai chúng ta ở tỉnh, chúng ta sẽ không mất 20 triệu tiền biển nữa, sẽ chỉ còn là 1 tỷ 136 triệu mà thôi. Đó là phiên bản Santa Fe máy xăng 2.5. Còn những ai chúng ta không thích máy xăng thì chúng ta còn một lựa chọn nữa ngang phân khúc, đó chính là máy dầu 2.2. Thì mức giá niêm yết của chiếc xe này sẽ là 1 tỷ 130 triệu. Thì để lăn bánh được chiếc xe này thì mọi người đối với ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 288 triệu đối với phiên bản máy dầu 2.2. Ngoài ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 265 triệu. Và cuối cùng những ai chúng ta đang ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 246 triệu. Và nếu mọi người có nhu cầu đặt hàng với hai phiên bản standard này đối với máy xăng 2.5 hoặc máy dầu 2.2 thì mọi người hãy gọi điện vào hotline ở phía bên dưới màn hình, đại lý sẽ tư vấn một cách rất chi tiết cho mọi người. Chúng ta sẽ đến với hai phiên bản máy dầu và máy xăng phiên bản đặc biệt. Phiên bản máy xăng 2.5 phiên bản đặc biệt có mức giá niêm yết là 1 tỷ 190 triệu. Để lăn bánh ở thị trường Hà Nội sẽ là 1 tỷ 355 triệu. Và những ai chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 1 tỷ 331 triệu. Và những quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ là 1 tỷ 312 triệu. Rất là hợp lý đúng không ạ? Và phiên bản máy dầu đặc biệt phiên bản 2.2 này thì có mức giá cao hơn một chút, là 100 triệu sẽ là 1 tỷ 290 triệu so với phiên bản máy xăng. Đó, thì phiên bản máy dầu 2.2 đặc biệt này lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 467 triệu mọi người nha. Và những ai chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 441 triệu. Và cuối cùng, những quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 422 triệu. Và để biết được giá khuyến mãi tốt nhất ở thời điểm hiện tại thì mọi người hãy gọi điện vào hotline sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người về phiên bản máy xăng 2.5 đặc biệt và máy dầu 2.2 đặc biệt này. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với hai phiên bản cao cấp nhất, đắt tiền nhất của trên chiếc xe Hyundai Santa Fe, đó chính là máy xăng 2.5 cao cấp và máy dầu 2.2 cao cấp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản máy xăng 2.5 cao cấp có mức giá niêm yết sẽ là 1 tỷ 240 triệu. Đó, và để lăn bánh ở thị trường Hà Nội sẽ là 1 tỷ 411 triệu. Và những quý anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 386 triệu do chúng ta chỉ có 10% tiền thuế thôi. Và những quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ là 1 tỷ 367 triệu. Đó. Và cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất phiên bản máy dầu được mệnh danh ở trong Hyundai dòng máy dầu cực kỳ cao cấp phiên bản 2.2 có mức giá niêm yết là 1 tỷ 340 triệu. Và để lăn bánh được chiếc xe phiên bản cao cấp nhất này thì sẽ là lên tới
ở Hà Nội là 1 tỷ 523 triệu. Và những quý anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 496 triệu. Và cuối cùng, đó là những ai chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ là 1 tỷ 477 triệu. Và vừa rồi thì Quyết vừa mới chia sẻ cho mọi người về 6 phiên bản tất cả của Hyundai Santa Fe phiên bản 2021 có mức giá niêm yết từ 1 tỷ 030 triệu phiên bản máy xăng 2.5 tới phiên bản máy dầu 2.2 phiên bản cao cấp là 1 tỷ 340 triệu để cho mọi người có cách nhìn tổng quan nhất về giá lăn bánh ở từng thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh. Và nếu mọi người đang có nhu cầu về đặt hàng cần tư vấn về phiên bản máy xăng hay máy dầu ở phiên bản nào thì mọi người hãy gọi điện vào hotline của đại lý Hyundai. Các bạn sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người về giá lăn bánh, về khuyến mãi ở thời điểm hiện tại tốt nhất và thủ tục trả góp nếu mọi người đang có nhu cầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những tính năng nổi bật nhất ở trên chiếc xe Hyundai Santa Fe năm 2021. Ở phần ngoại thất của chiếc xe SUV 7 chỗ này thì chúng ta nhìn thấy ngay ở phần mặt ga lăng, đó chính là sự hầm hố và cơ bắp. Và cái thứ hai đó chính là về kích thước tổng thể cũng đã được gia tăng. Dài rộng cao của chiếc xe này là 4.785 x 1.900 x 1.685 mm, tức là dài hơn 15 mm, rộng hơn 10 mm và cao hơn 50 mm. Và chiều dài trục cơ sở giữ nguyên là 2.765 vì nó rất rộng rãi rồi. Santa Fe năm 2021 có cụm đèn cốt đã được tích hợp ở trong lưới tản nhiệt, cặp đèn LED ban ngày DRL vẫn ở bên trong, cũng như thiết kế theo hình dạng chữ T đó. Và với thiết kế của đầu Hyundai Santa Fe thì chúng ta thấy được ngay cái lưới tản nhiệt to hơn và nối liền với cụm đèn để giúp chiếu sáng một cách tốt hơn. Mặc dù đây chỉ là một phiên bản nâng cấp nhưng mà Hyundai Santa Fe cho một cấu trúc nền tảng platform thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới, giúp cho việc mà nhờ cái trọng lượng thấp và trọng tâm thấp giúp chiếc xe trở nên ổn định hơn, đặc biệt hơn, nghĩa là khi chúng ta đi ở trên đường trường. Ở phần đuôi xe cũng được thay đổi cùng đèn hậu với chi tiết và hoa văn nổi bật hơn, đồng thời nối với nhau bằng một dải đèn phản quang mỏng. Ở phần cản sau cũng có thêm điển những phần dải phản quang răng ngang. Ở phía dưới có thêm ốp mạ chrome sang trọng và ống xả. Chiếc xe này cũng rất là thu hút và đẹp mắt. Ở trong phần nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe năm 2021 được thiết kế chung khoang nội thất có nhiều sự thay đổi hơn so với ở thời điểm hiện tại, và rất nhiều các chi tiết thay đổi và nâng cấp ấn tượng. Quyết sẽ ví dụ như là cái điều khiển trung tâm này, Hyundai bỏ đi cái cần số truyền thống và thay vào đó là nút bấm điện tử PRN và D như các mẫu xe hiện đại, tạo ra có vẻ sang trọng. Ở phần ở bên trong xe nội thất được nối liền từ cái phần đầu DVD cho đến phần đệm tựa để tay, nó cực kỳ là liền mạch như một chiếc xe sang trọng. Ở thiết kế vô lăng SUV mới có dạng 3 chấu bọc da và nút bấm được ốp kim loại sáng bóng. Màn hình thông tin giải trí 10,25 inch kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Các tiện nghi khác như dàn âm thanh cao cấp 12 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió sau, ghế da, ghế chỉnh điện và nhớ vị trí, cửa sổ trời, đề nổ thông minh start-stop, lấy chuyển số trên vô lăng, sạc không dây chuẩn QI. Đó là những cái mà rất là tiện nghi ở trên chiếc xe Hyundai Santa Fe. Ngoài ra Santa Fe năm 2021 còn bổ sung thêm 4 chế độ lái là Eco, Comfort, Sport và Smart, và bổ sung thêm 3 chế độ địa hình, đó chính là tuyết, cát, bùn lầy, cùng với đó là khóa vi sai trung tâm giúp cho việc cố định chia 50-50 giữa hai cầu khi mà đi trên các cung đường khó. Công nghệ an toàn được nâng cấp đáng kể khi chúng ta có trang bị thêm cam 360, gói Smart Sense hỗ trợ giữ làn, cảnh báo đèn pha thích ứng, chuyển từ pha sang cốt, cảnh báo và phòng tránh va chạm và điểm mù, phòng tránh và va chạm với người đi bộ và hỗ trợ xe chủ động. Với các nâng cấp này thì Santa Fe đã cân bằng hàm lượng với công nghệ an toàn so với Kia Sorento cùng người anh em gia đình, nhưng lại là phân phối bởi hai hãng khác nhau tại Việt Nam. Và đây chúng ta sẽ có thêm 6 màu tùy chọn khác nhau với từng phiên bản một. Thì mọi người cần tư vấn về màu sắc như thế nào hãy gọi điện trực tiếp cho đại lý. Đại lý sẽ tư vấn cho mọi người về giá lăn bánh này, về khuyến mãi và đặc biệt hơn nữa đó chính là về thủ tục trả góp, để mọi người xem có nhu cầu về từng phiên bản một thì đại lý sẽ tư vấn một cách rất chi tiết cho mọi người. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, và nếu mọi người yêu thích video này hãy ấn like, đăng ký kênh, và cách ủng hộ đội ngũ đó chính là nếu mọi người có nhu cầu hãy gọi điện cho đại lý sẽ tư vấn một cách rất chi tiết cho mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.